Mình là MC Hiển Vinh. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Như anh chị có thể biết, cái chủ đề Kotex băng vệ sinh nó rất là nhạy cảm. Từ trước tới giờ các chị có thể thấy trên đài truyền hình mà tivi các anh chị coi phim đó, lâu lâu có mấy cái quảng cáo cái gì mà Active Gas chống tràn hai bên, độ dài ấn tượng, thành sầu rộng hơn, chống tràn tối ưu, yêu cả sáng ngày ấy, siêu khô thoáng, rồi thấm hút, rồi cái gì ngày ấy là cái gì. Sẵn đây để kể cho các anh chị nghe con chuyện. Trời ơi, hồi nhỏ không biết có anh chị nào mà đã trải qua cái trường hợp như em chưa. Em ngồi em coi như một cái thằng nhóc mà các anh chị, nó ngồi coi đi coi lại coi hoài, có một cái quảng cáo đó xuyên đêm siêu khô thấm. Cái mình mới thắc mắc là mình nói ủa cái này là cái quảng cáo gì, tại mấy cái kia em cũng tương đối là em hiểu đó. Nói chung là tự nhiên cái em coi tới đó em không hiểu các anh chị đó. Xong cái như thế này, coi tới cái khúc đó em không hiểu, cái em mới quay ngang em hỏi má em, má người ta quảng cáo gì vậy ta, con không hiểu gì chứ má. Xong cái má em trả lời gì nè các anh chị, thấm mực đó con. Ủa thấm mực là sao má, thì thấm mực thì nó thấm mực đi, đúng không? Mình cũng mà lúc đó mình không có biết, mình đâu có tham gia kiểu học sinh giỏi về thư pháp hay gì này kia, mình đâu biết cái vụ mực đâu, cho nên là mình dạ vậy hả má, dạ. Cứ mỗi lần mà coi tới cái quảng cáo đó là nó thấm mực nha, nhớ nó thấm mực nha. Well, em sẽ không để các anh chị bối rối như em của hồi đó. Và khi mà các anh chị coi quảng cáo thì sẽ có những cái đáp án cũng như là những cái góc nhìn mới về cái quảng cáo đó, không như một cái thằng nhóc mà nó hỏi má nó và má nó trả lời như vậy. Cho nên chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là lịch sử của băng vệ sinh. Thì bây giờ mới được có tên gọi là băng vệ sinh đàng hoàng thôi. Cái tên gọi đàng hoàng là băng vệ sinh, chứ mà cái hồi thời xưa các anh chị, người ta chưa có một cái thuật toán hay là một cái tên gọi nào cụ thể cho nó hết trơn á. Vì sao? Các anh chị cũng có thể biết là hồi thời xưa phụ nữ chưa có được xem trọng cho lắm. Có một cái câu chuyện như thế này các anh chị, để em kể cho các anh chị nghe. Thì hồi thời xưa có một cái cô tên là Hypatia. Cô này cực kỳ xinh đẹp và là thiên tài toán học Hy Lạp thời đó. Nhưng mà do cô này vừa đẹp nên có rất nhiều anh theo đuổi, kiểu theo đuổi ngày đêm luôn á các anh chị. Cảm thấy rất là phiền, và cô này đã dùng một cái tuyệt chiêu của chị em hồi đó, một cái tuyệt chiêu dành cho những cái ông gọi là mặt dày mày dặn. Các anh chị biết đó là cái tuyệt chiêu gì không ạ? Đó là cô đó sẽ dùng cái miếng vải, một cái miếng vải thấm máu kinh, sau đó thấm máu kinh rồi xong dộn lại ném thẳng vào mặt những cái ông mặt dài mày dặn đó. Thì những cái anh mày mặt dày hơn cái mặt bàn nè các anh chị, sau khi mà hửi đủ rồi, hửi phê rồi thì không có nhu cầu ngửi thêm nữa, thế nên là tự động cút. Really, nigga? Thì người ta mới phát hiện ra là wow, họ thời xưa là phụ nữ đã biết dùng băng vệ sinh bằng lá hoặc là bằng giấy, và xịn nhất là bằng vải. Và các anh chị ơi, giấy thì được làm từ lá. Lá này là từ một cái loại cây Papyrus. Cây này dùng làm giấy viết thời xưa, và người ta phát hiện ra là nó có thể thấm hút nước, rồi đồng thời nó có thể hút máu kinh. Và cái cây Papyrus này mới đầu em nhìn em tưởng đâu lá dứa các anh chị. Các anh chị nào mà thường hay nấu sâm hay là nấu những cái nước giải khát này kia, các anh chị hiểu khúc này của em ha. Và wow, đó là ở Ai Cập các anh chị. Còn ở Trung Quốc thì người ta đã biết sử dụng vải. Và sử dụng như thế nào? Người ta sẽ bỏ cát vào trong cái vải đó, rồi người ta quấn lên, quấn lên như kiểu đeo quần xịp á các anh chị. Và sau khi mà sử dụng xong cái lần kinh đó đó, là người ta sẽ đổ cái miếng cát đi và giặt cái miếng vải đó lại, giặt tới khi mà như kiểu là muốn bị rách luôn á. Tại vì vải hồi đó hình như là rất là hiếm á các anh chị, thế nên là nó được xài đi xài lại nhiều. Và wow, nhưng mà cái việc mà xài ở nước Trung Quốc này á, em có một cái góc nhìn như thế này các anh chị. Con gái hồi đó mà kiểu có đi chơi á, xong cái nhìn mặt vườn cái tự nhiên nó có nguyên một cục như chân đó, cái kiểu mình mua tay quơ tay múa chân, mà cái mình lỡ mình trúng cái ấy, chết màu, lỡ trúng cái đầu nhỏ, xin lỗi cái đầu bự. Xin lỗi. Góc nhìn khác nữa là Tuy là có nhiều phụ nữ họ xài cái cách này để mà thấm kinh, nhưng mà vẫn có phần đông một số người phụ nữ họ không có xài để mà thấm kinh luôn các anh chị. Vì sao? Vì hồi xưa họ sinh nở rất là nhiều, và hầu như trong những ngày sinh nở thì sẽ không có cái vụ gọi là rụng dâu á các anh chị. Thế nên là họ không có mang tới cái việc là xài, quan tâm tới cái chuyện mùa dâu này. Xong mãi đến năm 1896 thì có một sản phẩm dùng để thấm máu cho những người mẹ sau khi sinh. Tại vì khi sinh nó mất máu rất là nhiều, thế nên là cần một cái sản phẩm thấm máu. Thì các chị em phụ nữ mới cảm thấy là wow, cái sản phẩm thấm máu này nè, nó rất là mềm và nó thấm hút máu khá là tốt luôn. Thế nên là chị em, họ chị em á, mới đề xuất với lại cái nhãn hàng Lister Tours. Mùa dâu á, mà có cái sản phẩm này bên cạnh chị em thì cảm thấy nó quá là thoải mái rồi. Thế nên là wow, thì người ta mới lắng nghe ý kiến của họ chị em. Và sau đó cái nhãn hàng này mới cho ra những cái sản phẩm thiết yếu cho những chị em. Và đồng thời những nhãn hàng khác cũng chung tay sản xuất cho họ chị em luôn. Yeah. Và cho đến chiến tranh thế giới thứ nhất thì băng vệ sinh của chúng ta nâng cấp lên một cái level mới nữa nhờ bác Benjamin Franklin. Thì bác này các anh chị cũng có thể biết đã, đó là bác xuất hiện trên hầu như các tờ tiền đô la của nước Mỹ. Yeah. Và bác này đồng thời cũng là người phát minh ra cái cục thu lôi các anh chị, cũng đồng thời gián tiếp phát minh ra băng vệ sinh. Thì nghe hai cái này có vẻ là nó cũng không có liên quan mấy, nhưng mà nó có một cái liên quan đó các anh chị. Nói cả hai nó đều hút hết, một cái hút máu, một cái hút điện. Còn em chả hút gì của các anh chị hết trơn. Em chỉ mong mỗi một điều duy nhất, đó chính là các anh chị nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ em là cảm ơn lắm luôn rồi. Cái sản phẩm của bác đó mới đầu ra, phát minh ra là để thấm máu cho những cái binh sĩ bị thương trong chiến tranh. Nhưng mà các cô y tá và bác sĩ thấy là cái này nó thấm máu tốt như vậy, tại sao mình không có dùng làm cho những người phụ nữ khi tới mùa dâu đi, nó sẽ rất là một cái phát minh rất là thiết yếu đó. Xong cái bác Benjamin Franklin này mới cảm thấy là wow, đúng rồi. Và từ đó băng vệ sinh của chúng ta nâng cấp lên một bậc. Nhưng có một điều chưa nâng cấp các anh chị, đó chính là nó chưa có cái miếng dính. Kiểu rồi nó cái việc là nó chỉ là một cái miếng kiểu miếng, nó như miếng vải gì đó, rồi sau đó nó để vô, rồi nó tuột lên tuột xuống như là cái chiếc xích đu vậy đó các anh chị. Và thời đó người ta mới phát minh thêm một cái dây để mà cột để giữ cố định cái miếng đó lại. Và đây các anh chị có thể thấy wow. Và nó mới đầu thì nó khá là thùng thình. Các anh chị coi phim Mỹ thời đó đó, các anh chị sẽ thấy là những cái cô mà họ mặc những cái đồ mà thùng thình là đó, là nó đó, là do có nó bên trong đó các anh chị. Và có một cái góc nhìn như thế này nè các anh chị. Hẹn hò, trai gái hẹn hò với nhau, xong cái bạn nam nói là hôm nay anh muốn thấy nụ cười của em. Xong cái chuẩn bị tháo đồ ra, cởi đồ y như robot vậy đó. Xong rồi cái cởi ra cảm thấy cười đủ rồi, phê rồi, khỏi cần nhìn thấy nữa. Xong khỏi luôn. Chính vì cái điều đó nên là họ nâng cấp lên hàng ngày, nâng cấp lên có miếng dán cho các chị em, để cho các anh có thể thoải mái nhìn thấy nụ cười, yeah, mà không cần phải tháo cạc như con robot nữa. Yeah. Ngoài những việc đó, chị em còn vận động trong nghệ thuật nè, ca hát, múa nhảy hoặc là bơi lội. Cho nên là họ đã sản xuất ra cốc nguyệt sang năm 1930 và tampon 1931. Cái này là gọi phát âm đúng là tampon. Yeah. Thì để giúp các chị em có thể vận động thoải mái mà không bị gọi là rủ tràn bờ đê hoặc là rườm rà này kia kia nọ đó. Và nó sản xuất ra và nó cải tiến đến bây giờ luôn, đó chính là Kotex thiên niên siêu thấm, xuyên đêm siêu thấm, và kiểu cool press dành cho những chị em mát mẻ, muốn mát mẻ vào mùa dâu. Yeah. Giống như là bao cao su á các anh chị. Các anh chị vào những cửa hàng tiện lợi á, các anh chị là quầy tính tiền là nó ngay ở bên dưới này của các anh chị luôn đó, để mà tránh. Băng vệ sinh cũng như vậy, để những cái nơi mà các chị chỉ cần nhìn một cái là thấy liền đó, để tránh cái trường hợp gọi là anh ơi cho em hỏi là cái đồ thấm mực ở đâu vậy anh? Please. Hoặc là anh ơi áo mưa ở đâu vậy ạ? Anh muốn áo mưa cho anh hả? Không, tôi cần áo mưa cho cái thằng nhỏ. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Sao mọi người nhìn tôi quá vậy? Yeah. Qua những kiến thức đó, các anh chị có thể thẳng thắn nói với con mình là con ơi, đây là cái sản phẩm do con người chúng ta cải tiến từng năm tháng để phục vụ họ chị em phụ nữ của mẹ đó. Hoặc là các anh trai có thể gọi là dùng để cô gái kiểu là em ơi, anh biết lịch sử của băng vệ sinh đó, em có muốn biết cách làm sao để anh bớt yêu em không? Ok, còn rất là nhiều điều thú vị đang chờ đón, đang chờ các anh chị đó. Hãy nhấn follow em và chúng ta hãy cùng khám phá cùng nhau nhé. Let's go.